hiện tại nó đang sạt đường, không thể đi đâu được cả. Không nhìn thấy nhỉ? Đứa nào? Bảo ngu thì chết đúng không? Đây là trong lúc trong lúc đợi máy xúc xúc đá khỏi đường. Thì vỡ mồm rồi. Mày đặt con gà của ông đấy rồi? Không, chưa đặt gì cả. Mười một giờ mười sâu thì mày khua chân mà đi chứ nào nào à. Thường từ ra anh ơi, anh chưa từ đi sao đâu. Bỏ trên kia xuống đông nhỉ. Ai mà lại có ông không để chân lên trên đi tải thật. Sợ. Sợ quá. 12 giờ 19 phút. Xuất phát đi Tà Sùa. Ủa cái chùa là thằng Tà Sùa nãy Sùa. Bây giờ là mấy giờ? Mấy giờ đấy? Mình đi một vòng đồng hồ rồi đấy. Đây là 2 giờ kém 5 phút. 2 giờ kém 5 phút đã đến Tà Sùa. Mình đi một vòng đồng hồ đấy. 12 giờ. À đúng rồi, 12 tiếng. Vãi chở. Có biết rớt đâu mà.
Lên luôn ơi. Đi đi. Đang quay à? Đang quay. Chết rồi. Quay vẫn chụp được. Chỗ này là chỗ sạc hôm qua để 3 tiếng đúng không? Ừ, không bắt. Có gì nữa, hôm qua sạc thêm này. Cười 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 một cái. Chưa ăn thì anh đi đó đi ăn đi. Chưa đi ăn. Đi ăn đi là tính là thôi. Một người, 20 người cơ mà. Rồi chỉ đi ăn thôi. 20 người. Rồi 5 xe lấy 100 ngàn. Chỉ cả đâu nữa mà. 5 xe mà anh vớt tí. 5 xe rồi. 5 xe 3 xe. Lên đi. Chị. 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 Chị.
là anh ơi. 5 xe. 5-3-15. Tiếp. Chặt thế. Đây đây anh ra. Đổi của em tôi đổi khác đi trước họ làm xe 5.000 đấy. Đây. Con đầu cường. Xin luôn. 1 2 3 4 5. Rồi 5 xe đi. Anh này hỏi lên giúp em. Có cho em đi đâu rồi? Có gì? Tới rồi. Em biết. Đi đâu? Cổ thế. 150.000 5 xe. Tạc sáng tạc xua.